đàm cười rình rang của nghệ sĩ ưu tú thời Mỹ. Tôi quen người chồng đầu tiên qua một người bạn, anh ấy là nhân viên của một công ty của Đài Loan. Lúc đó tôi cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi vẫn quyết định chọn anh. Có lẽ do cái duyên. Cái nợ tự nhiên dần ra, giữa chúng tôi nảy sinh ra mâu thuẫn. Nhất là khi có tiền, còn người ta dễ sinh tật. Những lúc mâu thuẫn, anh đã có những hành động không đẹp. Tôi không thể cứ chịu đựng mãi vậy. Tôi từng tự vẫn bằng cách uống thuốc ngủ nhưng may mắn thoát chết. Tôi vào chùa tâm sự với các ni sư và xin xuống tóc đi tu. Nhưng ni sư từ chối, ni sư chỉ cắt một mớ tóc để giải bớt nghiệp cho tôi và bảo nghiệp của mình thì mình lãnh, không ai lãnh dùng được. Càng không thể hủy hoại bản thân mình như vậy, đó là cái tội lớn nhất trong nhà Phật. Đến người thứ hai, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện tự vẫn, nhưng lần này tôi tỉnh lại nhanh lắm. Trải qua nhiều sóng gió, nhưng tôi đau khổ, được dăm ba bữa nửa tháng thì lại đứng lên, chứ không thể nào chịu đựng lâu được. Ngày trước thầy tự vi bảo số tôi cô độc, không danh phận, quả thật hai người sau này cứ hễ tính đến chuyện hôn nhân là lại gãy đổ, thậm chí chúng tôi đã tổ chức lễ hội rồi nhưng cũng không thành. Khán giả bây giờ còn rất thích cải lương đó chứ không phải mai một đâu. Nhiều bạn trẻ vẫn thích cải lương, thậm chí muốn cải lương phải theo khuôn mẫu ngày xưa. Một số chương trình dù có rất nhiều ngôi sao nhưng khi tới tiết mục cải lương thì không bị lép về, khán giả miền Bắc cũng rất thích, mặc dù họ không biết mình nhiều nhưng vừa ca dứt câu thì họ vỗ tay. Đa số các thí sinh đều muốn mình là đào chành kép chành, nhưng tôi nói những người hát tính cách như tôi hay chị Thành Hằng mà Hùng Nga cũng đều có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Quan trọng người ta nhớ tới mình ở vị trí đó nên mình bật lên được. Hát giàu giàu thì còn dễ, chứ muốn ra tính cách thì khổ. Có bạn chưa từng đi hát bao giờ, tôi phải bẻ từng chút, coi mạnh chỗ nào thì thúc đẩy các em phát huy chỗ đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.